4 lý do thoa kem dưỡng ẩm đầy đủ mà da vẫn khô. Thời tiết đã sang thu và chuẩn bị vào đông rồi, tình trạng da khô là tình trạng da mà rất nhiều người gặp phải. Và xin chào các bạn, mình là Nguyễn Thu Hà, bác sĩ da liễu đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong việc chăm sóc da, điều trị da liễu thẩm mỹ. 4 lý do mà chúng ta thoa kem dưỡng ẩm mà vẫn không đủ ẩm. Lý do đầu tiên, 1, đó là sữa rửa mặt chứa nhiều chất tẩy rửa. Nếu dùng sữa rửa mặt chứa nhiều chất tẩy rửa mạnh thì dù bạn có thoa kem dưỡng ẩm tốt đến đâu, đắt tiền đến đâu đi chăng nữa thì cũng khó có thể cứu được làn da khô bong chóc. Những loại sữa rửa mặt có tính tẩy rửa mạnh mang đến cảm giác da khô này, thoáng và sạch kim kíp, các bạn thấy rằng da sẽ căng lên ạ. Nhưng mà nếu sử dụng lâu dài thì da sẽ mất đi độ ẩm cần thiết và dễ hình thành các nếp nhăn. Nên chọn loại sữa rửa mặt phù hợp với tính chất da và có thành phần làm sạch dịu nhẹ, độ pH trung tính để làn da của chúng ta sạch mà vẫn đủ ẩm nhé. 2, đó là không dưỡng ẩm ngay sau khi rửa mặt. Thời gian vàng để bắt đầu dưỡng ẩm cho da mặt đó là ngay sau khi rửa mặt 30 giây, nhớ nhá, 30 giây. Đó là khoảng thời gian vừa đủ để da vẫn còn đọng lại chút nước sau khi rửa mặt. Thứ tự thoa dưỡng ẩm là từ lỏng đến đặc. Hãy thoa toner, rồi serum và kem dưỡng. Trong khoảng thời gian này thì da sẽ dễ dàng hấp thụ các sản phẩm và thẩm thấu sâu hơn. Toner thì giúp da sạch sâu thêm một lần nữa và ngay lập tức cân bằng lại độ pH, phục hồi lại hàng rào bảo vệ của da. Serum với những phân tử siêu nhỏ giúp thẩm thấu sâu xuống bên dưới da và cung cấp độ ẩm dưới da. Cream thì giúp cung cấp độ ẩm ở trên bề mặt và khóa ẩm. Muốn cấp nước da đa tầng thì chúng ta nên sử dụng cả toner, serum và cream nhé. Ghi nhớ đó là thời gian giữa các bước rửa mặt và thoa kem dưỡng da không được quá lâu. Thời gian mà để lâu quá thì làn da sẽ trở nên rất là khô do tình trạng mất cái độ ẩm qua da. Hãy nhớ nhé, thoa dưỡng ẩm ngay sau khi rửa mặt. Và các sản phẩm cấp ẩm sẽ phát huy công dụng tốt nhất trên nền da vẫn còn đủ độ ẩm. Nên là việc thực hiện các bước da dưỡng da ngay sau khi làm sạch. Thứ ba đó là dùng dưỡng ẩm sai cách. Chọn đúng loại kem dưỡng ẩm rồi, bạn cần sử dụng đúng cách để sản phẩm có thể phát huy công dụng. Tìm được sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp, sử dụng đúng cách, đúng thời điểm là yếu tố có vai trò quyết định cái hiệu quả là có dưỡng ẩm đủ hay không. Các sản phẩm dưỡng ẩm cần được sử dụng trên nền da còn ướt. Nhớ nhé, đừng để da khô con rồi mới sử dụng các chất dưỡng ẩm. Sử dụng lòng bàn tay để chúng ta thoa nhẹ nhàng, nhọ nhẹ nhàng và tránh chà sát mạnh, dễ gây nên cái tình trạng là viêm nang nông. Đặc biệt là các sản phẩm dạng dầu thì chúng ta không massage, không chà sát nhé. Liều dùng và cách dùng đúng cũng giống như các hoạt chất khác thì hiệu quả của các chất làm ẩm phụ thuộc vào liều lượng sử dụng. Và thông thường thì khách hàng sẽ khó ước lượng được chính xác lượng thuốc bôi là sử dụng là bao nhiêu. Các dạng bào chế khác nhau thì cũng sẽ sử dụng với liều lượng khác nhau và hiệu quả cũng khác nhau. Sau khi được bôi lên da thì các thành phần hoạt tính có thể ở trên bề mặt da hoặc là được hấp thụ vào da và chuyển hóa bằng cách là bốc hơi này, hoặc là bong ra, hoặc là tiếp xúc với các chất vật liệu như là dính vào quần áo. Cho nên là chỉ khoảng 50% lượng kem còn lại ở trên bề mặt da sau 8 giờ bôi. Tùy thuộc vào mức độ khô da, tần suất sử dụng các thuốc thì có thể thay đổi từ 1 đến 3 lần trên ngày, đặc biệt là có một lần ngay sau khi chúng ta làm sạch da xong. Nếu như bạn sử dụng 2 ngày mà da vẫn còn cảm thấy khô thì bạn hãy tăng lên 3 lần nhé. Và thứ tư đó là không tẩy tế bào chết. Không tẩy tế bào chết thì là một trong những nguyên nhân khiến da dưỡng mãi mà không đẹp. Lớp da chết ngăn cản các thành phần dưỡng ẩm thẩm thấu sâu vào trong da và khiến da mất đi những cái dưỡng chất và vừa dễ gây bít tắc lỗ chân lông, phát sinh bụi. Cho nên việc tẩy tế bào chết cần thực hiện đều đặn, tuần từ 1 đến 2 lần và lựa chọn sản phẩm phù hợp với tính chất da, tránh chà sát quá mạnh, dễ khiến da của chúng ta bị tổn thương nhé. Nếu yêu quý bác sĩ Hà thì hãy subscribe vào kênh YouTube này và cảm ơn các bạn đã xem video.